Nguyễn Văn Đài chạy tội hay bêu diếu đồng bọn. Mới đây, nhân danh Hội Anh Em Dân Chủ, Nguyễn Văn Đài ra thông cáo, tố cáo trò chơi bẩn của Bộ Công an khi chuyển đổi tội danh phản động, chống đảng, nhà nước của các nhà dân chủ sang tội hình sự thông thường để tiện phối hợp với Interpol và hợp tác với các nước phương Tây, truy tìm, truy bắt các ông bà này đang trốn chạy dưới danh nghĩa tị nạn chính trị. Những cái tên được Nguyễn Văn Đài liệt kê là Nguyễn Văn Tráng, Mai Văn Tám là thành viên Hội Anh Em Dân Chủ bị đổi từ tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền sang tội danh môi giới mại dâm. Phạm Thị Lan là thành viên Hội Anh Em Dân Chủ bị đổi từ tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền sang tội danh làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, rồi sau đó sang tội danh sử dụng trái phép vũ khí thô sơ. Ông Trần Minh Nhật, đảng viên Đảng Việt Tân, bị chuyển từ tội danh không chấp hành án sang tội danh nhận hối lộ. Ông Thái Văn Dung, ông Lê Văn Sơn, đảng viên Đảng Việt Tân, bị chuyển từ tội danh không chấp hành án sang tội danh xúi giục hoặc giúp người khác tự sát. Một người bạn của Nguyễn Văn Đài bình luận châm chọc ngay phía dưới rằng Việt Cộng tìm cách hạ thấp tư cách của những tâm hồn yêu nước vì cái gọi là khủng bố, phản động, không ai tin, càng giải thích lung tung, càng rơi vào chỗ yếu bí. Đúng vậy, nhờ màn tổng kết của Đài mà giúp cho thiên hạ biết thêm về nhiều bí mật của các nhà dân chủ. Hóa ra, ngoài cái nghề đấu tranh dân chủ, họ đều có mớ các hành vi vi phạm pháp luật khác, từ môi giới mại dâm đến hối lộ, làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức. Đại khái đều là hàng đại ca, dân giang hồ, xã hội đen. Cái đạo đức và nhân thân này không hiểu họ đấu tranh vì lý tưởng gì, vì cái gì, cao đẹp ở đâu, vì xã hội nào. Nói ông Tô Lâm hay Bộ Công an thủ đoạn, thực ra có thể nói là đối sách linh hoạt. Bởi không có bằng chứng tố cáo, không có hành vi phạm tội đủ cấu thành tội phạm trong bộ luật hình sự, thì công an làm sao vẽ ra được tội danh để vu vạ cho các ông bà dân chủ được đây? Như Trần Vũ Hải chẳng hạn, không cấu kết với người thuê, mua nhà trốn thuế, cả mấy trăm triệu thì công an Khánh Hòa làm sao lôi vợ chồng ông ta ra tòa, tước được cái thẻ hành nghề luật sư dân chủ được đây? Đó là chưa kể, để giao dịch được với chính quyền các quốc gia khác ấm được kẻ tội phạm về nước trừng trị theo đúng pháp luật của Việt Nam, thì Bộ Công an cũng phải trưng ra được hồ sơ phạm tội cho đối tác. Nhà nước đối tác cũng đâu có tin ngay mà phải thông qua các cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam thẩm định chán. Do pháp luật Việt Nam và các nước vênh nhau về dấu hiệu định tội, đánh giá tính chất phạm tội, chưa kể các ông bà dân chủ đang trốn chui trốn lủi kia đều biết chọn quốc gia để xin tị nạn. Thay vì phải ẵm công dân phạm tội của mình về vấp phải màn khó khăn như Trịnh Xuân Thanh, thì cách chuyển đổi tội danh của Bộ Công an xem như linh hoạt. Miễn túm được kẻ phạm tội về nước trừng trị, túm được thì trước khi ra tòa, xử nhiều tội danh một lúc, có sao đâu. Mức án là phép cộng các năm tù cho mỗi tội danh cũng đủ để ông bà dân chủ bị túm về có thêm được vài năm nữa cho tội hình sự thông thường. Do đặc trưng ngành tư pháp Việt Nam luôn ưu tiên xử, định danh kẻ có dấu hiệu phạm tội theo hành vi nào nghiêm trọng nhất, nên khi khởi tố, bắt đối tượng hình sự phạm nhiều tội danh luôn có xu hướng lấy tội nghiêm trọng nhất. Tuy nhiên, trong bối cảnh chính trị hiện nay, Mỹ và phương Tây và các cơ chế nhân quyền mà họ lập ra khắp thế giới về bản chất là bảo kê cho những kẻ có hoạt động chống đối chính trị, lật đổ chính thể ở những nước mà Mỹ và phương Tây muốn thao túng, can thiệp. Bởi vậy, phàm càng là những kẻ phạm tội muốn lật đổ thể chế chính trị quốc gia được quan tâm này thì càng là anh hùng trong con mắt và lợi ích của họ. Bởi vậy, việc công an Việt Nam xử lý đối tượng phạm tội bằng các tội danh phản động, chống đối chẳng khác nào cấp cho chúng danh hiệu người hùng cho thế lực ngoại bang. Do vậy, xu hướng đẩy mạnh xử lý đám dân chủ theo tội danh hình sự thông thường chẳng khác nào hạ bệ những kẻ phạm tội và tước đi cơ hội xin tị nạn chính trị của chúng. Ứng xử với những kẻ gian manh, xảo quyệt như Trần Vũ Hải,
Nguyễn Quốc Quân hay những kẻ nhanh chân chạy trốn ra nước ngoài bằng tội hình sự thông thường đúng là rất cần thiết và người dân rất đồng tình ủng hộ.